Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra thực tế một số dự án thuê đất ven biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở ngành liên quan đã kiểm tra thực tế, lắng nghe kiến nghị của hai doanh nghiệp thuê đất ven biển là Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Thiên Thai và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Việt Non Đức. Qua kiểm tra, doanh nghiệp nêu tình trạng khó khăn hiện nay khi giá thuê đất tăng lên so với trước đây và đề nghị thành phố sớm có hướng tháo gỡ khó khăn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị các sở ngành liên quan rà soát, đề xuất hướng giải quyết. Đề nghị doanh nghiệp sớm có đề xuất phương án, trên cơ sở đó thành phố sẽ đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tiếp tục kiến nghị trung ương giải quyết, trong đó kiến nghị khi sửa đổi luật đất đai lần này.